Rồi, chào các bạn đến với video Q&A thứ tư của mình trên kênh Tony Vlogs. Rồi, câu hỏi đầu tiên đi Bạch Đầu Bếp ơi. Rút kinh nghiệm mấy lần trước trả lời có chút xíu hết rồi, không có gì thú vị hết trơn. Lần này tao chuẩn bị cho mày mười mấy câu hỏi luôn nè. Đúng, càng nhiều càng tốt. Những rồi. Câu hỏi này là của nửa năm năm trước luôn nha mày. Trời ơi, sao mấy cái bình luận gần đây mày không lấy ra mà mày đi moi mấy cái comment đó hồi thời khủng long bỏ chúa tới giờ hỏi vậy? Thì mấy cái bình luận gần đây hôm bữa mày trả lời hết rồi. Nội dung vòng vòng cũng có nhiêu đó à. Rồi, để tao hỏi câu đầu tiên nè. Câu đầu tiên hỏi bạn đi. Lương Nguyễn hỏi anh Tony ơi, sao em không thấy anh làm từ thiện, quay clip đó up lên là nhiều view lắm nha. Thôi em ơi, không biết em có tin vào nhân quả hay không nha, chứ anh là anh tin. Ví dụ như kiếp này em thấy anh có nhà có xe, anh thích cái gì anh ăn được cái đó, anh thích cái gì anh mua được cái đó, anh tin là họ cái kiếp nào hoặc là rất nhiều kiếp trước của anh á, anh đã làm từ thiện rất nhiều, cho nên kiếp này em mới được cái hồi báo như vậy. Thành ra anh rất tin vào nhân quả, cho nên kiếp này anh vẫn sẽ tiếp tục làm từ thiện. Tuy nhiên thì anh làm cái gì và anh làm từ thiện bao nhiêu tiền, anh không có nhiệm vụ là phải báo cho em biết. Luật nhân quả mà các bạn. Và những cái đó nó là xuất phát từ cái tâm của mình các em ơi. Không có cái lý do gì mà mình làm xong rồi mình phải quay video lại để mà mình công khai lên. Câu hỏi thứ hai đi. Rồi, tiếp theo là bạn Nguyễn Hồng. Mình theo dõi kênh bạn lâu rồi, thấy clip càng ngày càng hay. Bạn có thể chia sẻ những khó khăn lớn nhất từ khi mới bắt đầu làm YouTube đến nay được không? Cái thời gian đầu là mình bị thiếu kinh phí để mà đầu tư vào các video bạn ơi. Chung cũng khá là buồn nhưng mà biết rồi nó cũng quen. Nhiều khi đang trong lúc quay video cũng có phát sinh những cái khó khăn riêng nữa các bạn ơi. Rồi, câu hỏi thứ ba. Câu tiếp theo bạn Văn Nguyễn. Em rất thích kênh anh vì anh làm rất nhiều chủ đề, nội dung mới mẻ. Nhưng cho em hỏi là có khi nào anh thực hiện ý tưởng bị thất bại không? Đó, cái mình vừa nói xong đó. Đầu tiên là em thích kênh anh thì anh sẽ gửi lời cảm ơn đến em. Rồi hỏi gì anh nói lại nữa. Phải hỏi là có nhiều chủ đề nội dung mới mẻ nhưng mà có khi nào ý tưởng mình thực hiện bị thất bại không? Có chứ em. Nhưng mà thường á, những cái clip mà ý tưởng anh thực hiện thất bại là anh bỏ luôn rồi, anh không có up lên cho mấy em coi. Vẫn có một số ý tưởng thất bại nha các bạn, chứ không phải làm là được hết đâu nha. Ví dụ như cái clip chế tạo máy làm kẹo bông gòn đó, làm rất cực khổ luôn, hết cách này mình bày cách khác nhưng cuối cùng thì vẫn thất bại. Các bạn có thể lên YouTube gõ vào Tony chế tạo máy làm kẹo bông gòn để mà xem. Rồi, câu hỏi tiếp theo nha. Rồi, bạn Thị Lan hỏi hiện tại anh quay YouTube vậy rồi có làm giáo viên nữa không? Hết thời gian làm giáo viên luôn em ơi. Hôm bữa anh mới quay lại video một ngày làm YouTube của anh đó, em thấy anh làm tới 1-2 giờ khuya, có đêm anh làm tới sáng luôn, mà anh phải làm 3-4 đêm liên tục không ngủ. Rồi bây giờ thời gian đâu nữa mà anh làm lo giáo làm viên. YouTube là hết thời gian luôn rồi. Anh mà làm giáo viên nữa là bây giờ anh chết luôn rồi. Làm giáo viên thì nghĩ làm YouTube. Rồi, câu hỏi tiếp theo đi. Bạn Nam Phạm Minh hỏi mình nè. Anh Vinh cho em hỏi, anh với Bạch Đầu Bếp với Chí Sư Đệ quen biết với nhau từ khi nào? Quen biết nhau từ năm lớp 6 khi mà chuyển lên cấp 2 đó các bạn. Thì Chí Sư Đệ và Bạch Đầu Bếp là bạn của nhau từ năm lớp 3 rồi. Họ học chung một cái trường, mà trường đó là mình không có biết đó. Sau đó rồi lên cấp 2 chuyển trường rồi ấy, thì là ba anh em mình mới học chung với nhau. Rồi lúc đó nói chung ba thằng cũng hay quýnh lộn nhau lắm các bạn ơi. Anh hùng đánh nhau thì mới hiểu nhau đó. Rồi từ từ mới là kết thân, rồi tới lớn luôn, tới bây giờ luôn. Nói chung là tuy ở gần nhưng mà phải học chung mới biết các bạn ơi. Chứ vòng vòng sớm mình nít đông lắm. Tiếp theo nha. Rồi. Bạn Tố Quyên hỏi, mình theo dõi nhiều video của bạn, thấy bố cục khá chỉnh chu. Không biết bạn quay phim có chuẩn bị kịch bản trước không hay là quay tự do theo ý của mình? Dĩ nhiên phải có kịch bản bạn ơi. Để ra một tác phẩm nghệ thuật là lúc nào bạn cũng phải có kịch bản. Và bạn phải đầu tư quay sao cho nó đẹp để bạn up lên. Mình up lên không phải để cho một mình coi, mà mình cho tất cả mọi người người ta xem. Đó là cách mà mình tôn trọng khán giả của mình đó các bạn ơi. Có kịch bản để tụi mình có một cái sản phẩm hoàn thiện đó các bạn. Câu tiếp theo bạn Nguyễn Hải hỏi, em thích cả vlog và cả clip điện ảnh của anh. Mong anh Vinh ra nhiều clip hơn nữa. Thì bây giờ em muốn anh ra cái thể loại nào anh làm cũng được hết trơn á. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở chỗ là liệu anh làm ra cái clip nó có chất lượng hay không thôi. Đấy, thay vì bây giờ anh giỏi vlog, anh giỏi điện ảnh thì anh chỉ tập trung phát huy cái thế mạnh của mình thôi. Có ai bắt con mèo đi bơi mà bắt con cá leo cây đâu các bạn. Ra nhiều clip cũng được đó các bạn. Đúng ơi không? Nhưng mà cái chất lượng nó không đạt rồi sao? Mình biết mình mạnh cái nào, mình phát huy tối tân cái đó luôn là ok. Rồi tiếp theo nha. Bạn Tiết Hồ hỏi, anh Vinh cho em hỏi, từ trước tới giờ anh thấy clip nào là hay nhất và clip nào là anh khó quên nhất? Cái clip hay nhất thì em hỏi như vậy cũng hơi kỳ. Bởi vì anh là người làm ra video, em hỏi câu đó thì anh trả lời thành thật. Anh thấy clip nào cũng hay trơn em ơi. Tâm huyết mà. Không hay thì đâu có gần 500 video mà 5,4 tỷ view rồi. Rồi clip nào khó quên nhất nè?
clip khó quên nhất, em hỏi ngang anh cũng không nhớ luôn. Để nhớ coi clip gì ta, chỉ ấn tượng ở những cái video mà đi chơi xa cùng với team Trẻ Trâu đó, rồi đi Suối Tiên, đi Đầm Sen, rồi 18 tầng địa ngục, nói chung đi mấy cái đó là mình rất ấn tượng, nhiều kỷ niệm đúng không? Ừ, nó có nhiều kỷ niệm. Rồi tiếp theo câu hỏi của bạn Phạm Hà, ngoài vlog, clip điện ảnh, series cổ tích ra thì sắp tới anh còn dự định làm sang thể loại nào khác nữa không? Anh chỉ phát huy ba thể loại đó thôi em ơi, chứ còn anh mà làm thêm nữa là không có đủ thời gian. Tiếp theo là câu hỏi của bạn Yến Nguyễn nè nha. Em vừa follow TikTok của anh nè, anh chia sẻ thêm nhiều video lên đó nữa đi. Rồi em bị các bạn lừa rồi. TikTok hồi xưa anh có chơi thiệt, anh chơi đâu 3 ngày mà được 400.000 người follow nhiều luôn. Dữ hả? Nhưng mà sau đó nghỉ rồi. Ủa sao ổn mày? Nhiều quá mà. Tại vì cái thế giới TikTok thì nó không có hợp với mình các bạn ơi. Mình chỉ follow những cái người mà thiết kế thời trang, rồi cho mình kiến thức với dạy mấy cái cách mà ẩm thực đó, hay lắm. Tự nhiên đâu TikTok đề xuất mấy cái gì mà mấy cô gái mặc bikini rồi áo ngực gì á. Gì á? Gì hay á? Không, gì ghê vậy? Nhảy suốt ngày à. Nói chung là mình thấy nó không bổ ích gì hết. Rồi thôi ghét rồi chán, rồi nghỉ TikTok luôn à. Bây giờ các bạn mà thấy tài khoản nào mà Tony TV gì đó ha, tất cả đều giả mạo, mình chỉ nói đến đây thôi. Rồi, qua cũng mới. Tiếp theo là bạn Thanh Nguyễn hỏi, anh Vinh mở lớp dạy làm YouTube đi, em rất mê làm YouTube giống anh mà không có chỗ để học. Cũng buồn, nói tới này là mình buồn. Tại vì bạn của mình á, cái kênh đâu có 2 mấy triệu người đăng ký thôi. Không có nói tên nha, nói tên nghe đụng chạm mất công lắm. Mà mở cái lớp dạy YouTube các bạn biết không, dạy một khóa là 7 ngày, mà một khóa vậy một thành viên là phải đóng 5 triệu. Mà bạn biết 2 mấy triệu người đăng ký á, chỉ cần mà mở miệng một tiếng, mở lớp dạy YouTube thôi là có cả 100 người vô đăng ký là chuyện bình thường. Các bạn tính đi, 100 người nhân cho 5, chưa gì hết là 7 ngày là ông bạn tôi kiếm được là 50 triệu rồi đó. Đã ha. Nhưng mình thấy sau khi họ học xong ra, chưa chắc họ làm YouTube kiếm tiền được. Đúng không? Ví dụ như những nhà của các bạn mà có kinh tế tốt á, bạn giàu thì đối với bạn 5 triệu, 10 triệu tiền học phí nó rất nhỏ. Nhưng mà đối với những như là người ta làm công nhân, ví dụ như người ta đi làm mướn gì đó, 5 triệu đối với người ta là một cái số tiền nó rất là lớn. Mà bây giờ người ta đam mê YouTube, người ta đóng tiền, người ta đi học xong ra mà người ta không kiếm tiền từ YouTube được. Mình mà lấy 5 triệu đó mình xài có ngon đâu. Mà mấy bạn đó không biết thì phải kiếm chỗ học chứ mày. Mà thật sự là xài 5 triệu đó không ngon các bạn ơi, xài không được. Cho nên là mình mới là chân thành, mình làm ra một cái video đó là hướng dẫn team Trẻ Trâu cách làm clip đăng lên YouTube mà chỉ cần mấy bạn lên học hỏi là được rồi, đâu có tốn phí đâu đúng không? Xem cái clip đó của mình, hiểu rồi làm theo thôi. Còn thành công hay không là nó còn do cái duyên của mình nữa. Rồi vậy câu tiếp theo nha. Bạn Nguyên Trọng, em thấy anh làm clip hay quá chừng luôn, mà có nhiều người vô comment chửi bới rồi nói chuyện không lịch sự, thì anh có buồn không? Buồn, anh ra một cái clip nó là cái món ăn tinh thần. Còn như em á, là em làm ra một bữa cơm đó cũng là một cái món ăn. Nhưng mà bây giờ em làm bữa cơm đó ra, em cho người ta ăn miễn phí, mà người ta đi tới người ta không ăn, mà người ta còn chửi em nữa. Xem thấy thích thì like, còn không thích thì cứ dislike thôi. Anh nói thiệt luôn á, nếu mà ở ngoài này ha, mà có thằng nào mà nó làm vậy với em không chừng em lấy cái cây chổi chà em đứt nó luôn. Mấy cái thằng này cũng làm cho cái không gian mạng của Việt Nam mình. Nói chung là kênh của mình á, chỉ cần những bạn có văn hóa vào xem thôi. Còn những ai mà thiếu văn hóa hoặc là kém văn minh, nói thật luôn nha, mời bạn đi ra ngoài coi những kênh khác đi, kênh này không chào đón. Rồi tới câu hỏi tiếp theo nha, của bạn Kim Tống Thị nè. Khi nào thì anh mới quay phim lại với team Trẻ Trâu ạ? Bây giờ đang dịch mà em, khi nào hết dịch thì anh mới tập hợp team lại để quay được chứ. Chứ lại bạn biết không, mình và tổ bếp với Chí Sư Đệ không phải đơn giản mà có thể ở chung một nhà được đâu nha các bạn. Không phải xét nghiệm tùm lum hết trơn á. Hiện tại tụi mình khó khăn lắm mới tập trung lại với nhau được á. Rồi quay clip up lên kênh chính Tony TV, một tuần là ra 2 clip cho các bạn xem đó. Rồi câu hỏi tiếp theo đi. Hết rồi, có nhiều đó à, tao chuẩn bị 10 mấy câu rồi. Thôi, lần này thì Bạch Tổ Bếp cũng chuẩn bị cho 10 câu hỏi, là mình thấy cái video này nó cũng khá là dài rồi. Thì bây giờ hy vọng sau khi bạn hỏi mình cũng giải đáp được thêm những cái thắc mắc nào đó. Rồi, chúc các bạn có một ngày vui vẻ và có thật nhiều sức khỏe để vượt qua dịch bệnh này nha. Bye bye và hẹn gặp lại.